Bluetooth gì cao, đường dịch số. Rồi hôm nay bên em có về một dòng âm ly Jaguar Suzang. Vâng, mã là KMS. Mã KMS1204DSP. Vâng, đây là một cái dòng nâng cấp của cái Jaguar 203. Đây là em giới thiệu các bác nhé, đây là dòng âm ly thế hệ mới, mới được sản xuất giữa năm 2018. Đây là hàng nội địa Komi của Hàn Quốc chuẩn công ty để giới thiệu đến các bác mọi miền tổ quốc. Vâng, đây là dòng âm ly 4 kênh. 4 kênh là siêu đỉnh luôn. 4 kênh công suất rất lớn. Ra mắt từ giữa năm 2018. Đây là dòng thế hệ mới, tích hợp rất nhiều công nghệ mới mà được nâng cấp từ cái bản 203, Jaguar 203. Thế nên là cái giao diện của cái âm ly KMS1204DSP. Vâng, phía trước thì cũng nhìn rõ hao hao cái 203, nhưng nó được tích hợp công nghệ là gì? Thứ nhất đó là cái chống hú feedback, chống hú được tích hợp này, có echo này, có cả revert này, đấy. Đặc biệt là cái dòng này nó tích hợp thêm echo và revert và cả chống hú trong mic nữa. Nên là bên em đang quay tổng thể cái giao diện phía trước, đây là hàng mới bên em nhé, hàng nhập của Komi nội địa luôn. Đặc biệt cái dòng này là bảo hành 24 tháng, đây là do công ty người ta áp dụng cho cái âm ly 1204 này, bảo hành 24 tháng cho các bác mọi miền tổ quốc. Nên em tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mặt trước và mặt sau của cái âm ly này nhé. Thì đây em quay tổng thể, em đang đấu với hai đôi loa và một cái cục trầm. Đây là hai đôi loa bãi, thứ nhất là một đôi Batty House công suất rất lớn 350W và cái Pro Audio công suất cũng cực lớn. Em đang đấu ghép hai đôi luôn vào một cái cục trầm B3. Mà cái âm ly 1204 này được kéo là còn chưa thấm vào đâu. Để nói chuẩn cái công suất của cái âm ly này nó là 1180W. Đây là hàng bên em mới về chiều hôm qua mà hôm nay em review cho các bác để các bác đánh giá và các bác trải nghiệm và các bác muốn sở hữu thì các bác cứ inbox cho bên JK Audio danh số. Vâng, cái âm ly Jaguar Suzang 1204 này là một cái dòng âm ly gọi là hát karaoke chuyên nghiệp, được tích hợp echo này, reverb này và cộng thêm cái feedback hay là gọi là cái chống hú. Chống hú thì có nhiều cấp độ để chống hú. Đây này, đây chống hú nhá. Đấy, từ 0 đến 10 này. Nhiều cấp độ. Đây, em có điện thoại em nghe một tí ạ. Vâng, để nói về cái dòng âm ly mà được tích hợp nhiều công nghệ mới như các dòng đời trước nó không có ấy, thì giữa năm 2018 thì cái dòng Jaguar Komi nội địa ở Hàn Quốc thì đã cho ra đời một cái mã mới, đó là KMS1204P. Vâng, thì cũng giới thiệu với các bác mọi miền tổ quốc thì đây nhá. Tất cả những giao diện phía trước thì cũng giống các cái dòng đời trước đấy ạ. Thì đây mic được cải tiến này, được 4 cổng mic được đưa ra hết phía trước nhé, để cho chúng ta tiện cắm mic dây hay mic không dây nó tiện hơn. Đấy thì đưa hết ra phía trước. Đây thì cũng có các cái giải này, giải to nhỏ của mic này và chỉnh chế độ thấp, chế độ trung và chế độ chép này, cả echo này, revert này, nó cân bằng này. Đấy. Và phía dưới cũng vậy. Đây là một cái giải này là chỉnh cho hai mic liền một lúc nhé, hai mic liền trên một giải âm. Đấy, và dưới này cũng có hai mic và chỉnh trên một cái giải âm này nữa. Hai cái giải này chỉnh giống nhau, các bác cắm vào cái cổng mic nào thì các bác chỉnh cái giải mic đó. Vâng, đặc biệt ở đây còn một cái núm là mic fader ấy. Đây này, cái này rất là quan trọng này. Đây là cái mic fader, nó là điều chỉnh tiếng vang. Tiếng vang nhiều ít cho
cái tổng thể của cái bốn cái mic này, giọng mic 1, mic 2, mic 3, mic 4. Đấy, mic fader này. Đấy là tổng chỉnh tổng thể cái độ độ vang nhại đấy ạ. Đấy rất là quan trọng. Vang nhiều hay ít cho bốn cái đầu cổng mic. Đấy dòng này nó tích hợp cả mic fader cơ. Đấy. Và thêm cái noise gate này này, đây là cái bộ lọc tiếng ồn nhá. Đấy, bộ lọc tiếng ồn. Đấy. Rất hay, tích hợp rất nhiều công nghệ mới. Đấy, lọc tiếng ồn này, noise gate này. Đấy. Và dưới đây nữa đặc biệt là cái âm ly này nhá. Âm ly này có một cái đường cổng súp riêng luôn. Đấy, thì tí nữa em sẽ quay đằng sau giới thiệu cho các bác. Là súp woofer này. Đấy. Đấy cũng như tất cả những cái súp điện khác có LPF này và clever là volume to nhỏ. Đấy, đặc biệt cái dòng này tích hợp cả đường súp điện đi riêng, nó không như các cái dòng âm ly cổ điển khác. Nó có cả đảo pha luôn này này. Đấy 100 độ, 180 độ này. Và 0 độ 180 độ. Đấy. Đặc biệt cái dòng này tích hợp thêm cái cổng súp rất hay. Vì thế mà nó được nâng cấp rất là nhiều từ những cái đời cổ điển trước và được ra đời năm 2018. Vâng, thì đây là cái giải music này, music 1 2, music 3 4 này thì là tương ứng với bốn cái kênh ra loa đằng sau bằng cầu đỏ đen đấy ạ. Tương ứng với bốn kênh. Đây 1 2 3 4. Đây là có ba cổng tín hiệu nhá. Một là tín hiệu đầu vào 1 2 này và một đầu tín hiệu vào 3 4 này. Riêng cái cổng B này này. Cổng B này là đi chung luôn cho bốn cầu. Đấy thì em đang chạy bốn loa thì em đấu cho bốn cầu luôn. Đấy cầu B này. Đấy thì các bác để ý nhá, các bác cắm tín hiệu các bác để ý cho em cái cầu B. Cũng là chỉnh các cái giải chỉnh này thì là cũng giống như các cái âm ly cổ điển khác thôi. Cũng là volume to nhỏ của kênh 3 và kênh 4, kênh 1 và kênh 2 này. Đấy. Và bass này, chung này. Không, cái này nó thêm một cái chế độ nữa là cái giải chung ấy nó có cái giải thấp và giải cao của chung. Đấy hai cái phím riêng biệt. Chứ thường thường nó chỉ có một là mid thôi hay là một chung thôi. Nhưng đây có cả loud cả hai. Đấy và chép này. Chép thì cũng hỗ trợ như các cái dòng cổ điển khác. Và lao giải thấp này cũng là giống các cái cổ điển khác, riêng cái dòng chung nó có hai phím. Đấy. Rất là tích hợp nhiều cái, nói chung là tích hợp nhiều cái mới. Và các mình chỉnh ở phía dưới này cũng vậy, cũng giống cái kênh 1 2 và 3 4 chúng ta điều chỉnh nhau nếu mà chúng ta nghe bốn loa. Đấy. Vâng thì bên này thì là chỉnh tổng của bốn loa rồi, master 1 và master 2 chỉnh tổng rồi. Đấy. Ví dụ là cái này lên to nhá, lên to mà cái này nó chỉ ở mức vừa phải thì các bác cái này nó sẽ không kiểm soát được bên này nhá, mà bên này nó kiểm soát cái vế bên trái này. Đấy, ví dụ là các bác chỉnh bass chung chét ở bên này nhá, nhưng chỉnh ở mức độ vừa phải nhưng bên này sẽ nâng được tổng giải luôn này. Đấy thì cái âm ly này của cổ điển ngày xưa nó cũng vậy thôi, nâng tổng giải cả mic này, cả nhạc này. Đấy thì nâng hết luôn. Đây là cho bốn kênh, cho bốn cầu lang sau. Đấy, thì cũng là gồm bass chung chét. Đấy, thường thường thì chúng ta chỉ có bass chung chét này thôi, nhưng cái này nó tách riêng này. Bass thấp và bass cao này, chung thấp và chung cao này. Đấy. Rất là hay. Vâng, đây là đèn tín hiệu nhạc cho bốn kênh đây rồi. Kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4. Đấy. Vâng, đặc biệt cái này nó lại có một chế độ nữa rất là hay. EQ Reset này. Đấy. Đây là chế độ nhạc hay nhất. Có 3 chế độ mà nhà máy đã cài đặt sẵn ở trong cái âm ly 1204 này. Đấy, có 3 chế độ. 1 chế độ này, 2 chế độ này và 3 chế độ này. Đấy. Thì các bác mở cái bài nhạc nào các bác có thể chọn lựa được cái gọi là cái mặc định của nhà máy người ta đã cho vào đây. Thì các bác cảm thấy hay nhất thì các bác dùng ở 1 hoặc 2 hoặc 3. Cái này không cố định, nhưng nó có 3 cái chế độ cài đặt sẵn. Đấy, thì em đang dùng ở chế độ 3. Cảm thấy rất là hay với cái bài nhạc này. Đấy. Ở phía bên cạnh này này, đây cũng là cái quan trọng này. Đây là cái chống hú, feedback dùng cho mic đấy. Chống hú rất là tốt, nó có 10 chế độ từ 0 đến 10. Đấy, rất nhiều cấp độ để mình chúng ta chống hú. Đấy, mà các dòng đời trước không có đâu, như âm ly Jaguar 203 hay là 506 đều không có. Nhưng dòng này lại thế hệ mới, nó tích hợp cái chống hú. Nói chung là nó như một cái đẩy công suất liền vang luôn.
nhưng đây mình gọi là âm ly. Đấy, thế hệ mới. Vâng, ở cái dưới cái feedback cái trong hũ đấy thì có một cái giải echo. Echo, đây là cái nút ping pong này. Đấy, ping pong. Đấy, ping pong, đây là gì? Là chỉnh to nhỏ cho echo. Đấy, volume này này. Nó bật lên, bật xanh lên thì nó bắt đầu mới hoạt động to nhỏ của echo. Đây là dùng trong mic. Đấy. Thì cũng là rất là nhiều chế độ này, repeat này, delay này, loud high này. Đấy, đây là dùng cho echo này. Và đặc biệt bên này còn có một cái hai cái núm rất là quan trọng, đó là cái reverb decay này. Đấy, reverb decay. Hai cái núm này các bác để ý cho em nhé. Cái decay này thì em vừa cho các bác nghe, nó là cái độ chỉnh độ cứng mềm của độ vang của âm ấy. Đấy, độ cứng mềm của vang của âm nhá. Decay reverb là chỉnh độ cứng mềm vang của âm. Đấy, thì tí nữa em sẽ test cho các bác thử và các bác trải nghiệm. Vâng, đây là những cái biên độ rồi, remote von Ranger này. Đấy, thì em bên em đã giới thiệu tổng thể những cái mặt phía trước này, rồi giao diện này, rồi những cái chức năng mà được tích hợp công nghệ mới vào một cái âm ly Jaguar KMF1204. Vâng, thì con này được xử lý với là kích, nó được cải tiến, được xử lý âm là thanh kỹ thuật số. Đấy, được xử lý bằng âm thanh kỹ thuật số cho ra âm thanh mạnh mẽ, nhạc chi tiết, tiếng hát sáng và rất nhẹ. Đặc biệt là rất ít hú rít nhé. Thì gặp những cái công nghệ tối tân hiện tại bây giờ. Vâng, thì sau khi em đã giới thiệu chi tiết thì đây là em đang chạy với 2 đôn loa. Công suất cũng cực lớn, đây là những đôn loa bãi xịn các bác nhé. Một là Batty House này, hai là Brio này, em chạy 2 đôi luôn. Kết hợp một chầm B3 mà đánh cảm giác những đôi loa này nó vẫn còn gì lắm, đánh căng luôn, đặc biệt là cho cái chất âm cực tròn và sáng, nghe nó rất là mạnh mẽ. Nên là, nói chung là để nó chuẩn về cái âm ly này, đó là âm ly thế hệ mới 2018 của Jaguar. Em mới chỉ dùng ít cái gọi là công suất của nó thôi ạ, thì chưa cho hết đâu. Giờ em quay ra phía sau nhé. Vâng, thì đây là phía sau nhé các bác nhé. Quay phía sau cái con âm ly 1204 Jaguar. Đây là gồm 4 cầu này, 4 cầu loa này, 2 trái và 2 phải là 4 này. Đấy, đây thì tất cả chi tiết này. Đấy, con này là công suất của nó là 1180W PM thì Made in Korea này. Và tất cả những thông tin của nhà máy đầy đủ và chạy điện 220V. Đấy, đây là phía sau. Đây thì là tất cả những tín hiệu vào, đầu vào này, kênh A này, kênh B này, kênh C này. Đấy, 1 2 này, 3, 4 này. Đấy, 1, 2, 3, 4. Đấy, đủ cho 4 cầu đằng sau. Đấy, thì em đang cắm tín hiệu mà chạy chung cho 4 loa là cầu B. Thì em cắm cầu B. Và các bác, em giới thiệu phía trước có 3 cái tín hiệu đầu vào thì các bác chọn lệnh, chọn kênh. Rồi, thì các bác đã cắm ở cổng B, các bác ấn B thì nó sẽ nhận. Đấy, còn đây này, phía sau cái có một đường súp riêng này. Đấy, bằng jack Canon da hoa sen. Đấy, đây này, đặc biệt cái dòng này là có cái cổng súp riêng Canon da hoa sen. Đấy, nhưng nói chung các cái dòng cổ điển khác là không có đâu. Đấy, tem của nhà máy này. Đấy, đây là những cái thiết bị ngoại vi khác thì mình không, nói chung gia đình mình không cần dùng. Đấy, đây cũng thế, một thiết bị ngoại vi khác này. Cái này đường link thôi, mình cũng gia đình thường thường cũng chả dùng đâu. Chỉ là mình cần tín hiệu đầu vào này, mình chọn kênh được này, sau đó là tín hiệu ra loa này.
Đấy, thì là mình quan gia đình chúng ta quan tâm mấy cái chi tiết cơ bản đấy thôi ạ. Đây, Komi sao này. Toàn bộ là nhà máy, đây là hàng nội địa Komi Hàn Quốc nhá. Vâng, em sẽ thử cắm cái đường súp riêng của cái âm ly này cho các bác. Vâng, thì sau khi mà VGK Audio Linh Cầu giới thiệu khái quát về cái âm ly thế hệ mới của dòng Jaguar, thì nó là mã KMS1204. Vâng, thì bên em đã giới thiệu chi tiết về bề ngoài và các chức năng của các phím. Vâng, thì đây là phía bên trong, bên em đã phải hy sinh một con bóc ra và giới thiệu chi tiết về phía bên nội thất bên trong. Đây là cái nội thất phía bên trong đây ạ, giới thiệu cho các bác nhé. Con này là thật sự là hàng cao cấp, thuộc là hàng công nghệ cao. Nó được những cái mạch này, nó được làm bằng công nghệ HD, Vision Fit. Có nghĩa là được những cái robot nhà máy người ta làm bằng những công nghệ rất là tinh vi. Và đặc biệt cái những cái phím này là được những cái công nghệ IG phím này được làm trên những cái bảng mạch của iPhone, công nghệ rất là cao và hiện đại, và đã được tích hợp ở trong cái âm ly Jaguar 1204 này. Các bác cứ nhìn những cái mạch này, đây là cuộn nguồn này, rất là to này, cuộn nguồn đấy ạ, nguồn xuyến hay là nguồn tròn đấy ạ, rất là cao. Vâng, cái răng ngoài được làm bằng công nghệ là HD Vision Fit. Nhìn những cái fit bằng mạch thì các bác biết đấy. Và cái dòng này là chạy 4 tụ này, cũng rất là to. Đây là phía nội thất tổng thể phía bên trong. Nhìn những cái bảng mạch rất là dày, dày dặn, chắc chắn. Và cái âm ly này chạy 8 sò các bác nhá. Đây ạ, em quay sát vào 8 sò đây này. 2, 4, 6, 8 sò. Phía đằng sau này, đây, đặc biệt là có cổng súp riêng này, em đấu bằng cái jack Canon dao hoa sen này. Đấy, em đưa ra súp đây và em đang hoạt động súp đấy ạ. Vâng, cái nguồn này, nguồn của cái âm ly Jaguar 1204 này, đây này, có cái tem của nhà máy Jaguar này, xô răng này, nó hơi khuất phía bên trong này ạ, em quay sát cho các bác nhìn này. Đấy, tem của nhà máy đi ạ. Đây là hàng nội địa Komi Hàn Quốc chuẩn cho các bác nhé, hàng nhà máy chuẩn luôn đấy ạ. Trên cái nguồn này là có một cái tem là QC này, Basset 3 này. Đây là cái tem của nhà máy sau khi mà cái cuộn nguồn này được test qua kiểm tra rất là ngặt, là kiểm tra rất ngặt ở cái khâu kiểm định của nhà máy. Sau khi nó đạt chuẩn, đạt được chất lượng của nhà máy đề ra thì mới được cái dán tem QC này. Nó óng ánh màu vàng đấy ạ. Đây, phía đằng sau này này, đằng sau nguồn nó có đây một cái logo này, Jaguar này, su răng này, đấy, in trực tiếp trên bảng mạch luôn, KMS này, 1204 DSP này, đấy, review 1.2 này, rất
tất cả những thông số và mã của nhà máy đầy đủ hết trên một cái bảng mạch bằng mên. Tất cả những cái bảng mạch đều có logo của nhà máy hết. Đấy, quay rất là chi tiết cho các bác. Sau khi các bác đã xem tổng quát về cái tổng thể phía bên trong nội thất của cái âm ly Jaguar 1204 loại xịn của nhà máy chuẩn, thì các bác cứ tưởng tượng là những cái bảng mạch này đã được sử dụng trên những cái chiếc iPhone cao cấp hiện tại bây giờ. Đấy, bên iPhone cũng sử dụng công nghệ gọi là HD Vision Flip này để làm cái bảng mạch cho iPhone. Vì thế mà cái Jaguar này thế hệ mới này được tích hợp được cái công nghệ đó, vì thế là rất là tốt và rất là chất lượng, và đặc biệt là những cái công nghệ rất là tinh xảo tinh vi để được tích hợp hết vào trong này. Nhìn rất là cứng cáp và dày dặn. Trên thị trường hiện tại bây giờ để nói cái dòng này thì rất là hiếm. Cái cánh tản nhiệt ở phía trên này, đây thì bên em cũng đang đấu ghép và đang thử test trực tiếp với cái âm ly này. Sau đây em sẽ đậy nó lại nhé để em test một cái đoạn nhạc karaoke để cho các bác trải nghiệm nhé. Thứ nhất là cái gì vợt, thứ hai là cái echo, và thứ ba là trung hú tốt nhìn ra làm sao. Vâng, các bác đã am hiểu về cái dòng Jaguar thì các bác biết là nhất là cái tem của nhà máy này, tem của nhà máy này, cái này thì không thể làm giả được này, tem chống hàng giả đây này, được cấp để dán vào góc của những cái sản phẩm của Jaguar, hàng chuẩn công ty. Tem rất quan trọng. Vâng, sau đây em sẽ hát một đoạn nhạc để thử cái âm ly Jaguar 1204 để cho các bác trải nghiệm nhé. Vâng, em hát bằng cái mixer Bose SM3000. Alo 1 2 3 4 5 6. Nói chung cái echo và dì vợt rất là ngọt ngào và rất là nhẹ tiếng. Vâng, thì sau đây em sẽ hát một lần nhạc cho các bác trải nghiệm, và em cũng đánh giá về cái âm ly Jaguar KMS của 204 này cho các bác. 5, 6, 7, 8. Sau đây bên em sẽ hát một đoạn karaoke cho các bác nhé, bằng mixer Bose SM3000 luôn ạ. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rực rỡ. Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thầm. Em đành quên cả sao lên kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao thừa mỏng non, chỉ đôi vòng những mùa sao người. Anh về gom lại thứ em, dây mỏng xanh màu góc cả lại ngàn ngày xưa. Anh đem ra đôi thành cho ta, cho trời xưa khỏi vân vân khi ngồi đàn áo cho trời mới. Khi mùa đông lạnh lùng sao em khỏi nhắc chuyện ngày xưa. Chẳng còn nữa.
cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn đi, trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giờ tôi đã ngây thơ, đem tình yêu nhìn dần dần người. Bây giờ tôi chẳng còn chi, khi người quay mặt mà đi. Vâng, thưa quý vị, em đã ghép một đoạn nhạc karaoke thì đánh giá rất là tốt. 1, 2, 2, tác phẩm gia đình này của bác. 5, 6, 7, 7. Em ơi, hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu em. Cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ chất lượng. Thứ nhất là cái chất âm nó rất là sáng và căng, đặc biệt là cái giải âm rất là tròn. Nói chung nó mang cho mình một cái công nghệ mới rất là hiện đại, và cái sức mạnh của nó thực sự là không kém các dòng khác, vì nó là dòng sản xuất đúng ra của nó là sản xuất giữa năm 2018 vừa rồi, mới có mấy tháng thôi thì đã về đến shop Jika Audio danh số. Vâng, hát thì cái gì vật nó rất là hay, echo rất là ngọt ngào, nói chung là tiếng rất là mềm mại và hết dễ, nó dùng hát rất là bay tiếng. Bên em đánh giá rất cao về cái âm ly này. Vâng, thì sau khi bên em cũng là giới thiệu chi tiết về cái âm ly Giao Vua mã là KMS1204 này, thì các bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh bên Jika Audio Minh Số nhé. Bên em luôn luôn về hàng mới, cập nhật những công nghệ mới để giới thiệu đến các bác. Các bác mà muốn đặt hàng bên em thì các bác có thể đặt hàng online nhé. Các bác có thể để lại số điện thoại thì bên em sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho các bác. Và các bác cũng có thể gọi trực tiếp đến shop Jika Audio Minh Số để được trả lời tư vấn nhiệt tình với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm để hỗ trợ các bác. Và sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc một sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.